Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Trong video này, Tâm sẽ giới thiệu đến các bạn một cái app chơi game kiếm tiền nó rất là đơn giản và dễ dàng luôn. Trước giờ Tâm làm rất là nhiều cái app kiếm tiền nhưng mà chưa có cái app nào mà nó dễ như cái app này. Dễ là dễ làm thôi nha, chứ không phải dễ ăn đâu. Cái app này nó rất là phù hợp với những bạn học sinh nè, hay những bạn mà thích chơi game mà những cái tựa game mà nó đơn giản á. Đó, rảnh rảnh ngồi chơi bấm điện thoại vậy thôi, bảo đảm lậm tiền. Nhưng mà nói trước nha, cái app này các bạn không có kiếm được nhiều tiền nha. Các bạn ngồi bấm chơi ngày các bạn kiếm chỉ tầm 3-4 xị. Ok, nếu như các bạn muốn biết app gì và cái cách thức kiếm tiền như thế nào thì ngay bây giờ đây các bạn cùng theo dõi thật kỹ và làm theo cái Tâm nhé. Nào, ok, và ở bước đầu tiên các bạn cần tải cái ứng dụng về. Khi các bạn đang xem video của Thế Tâm nè, các bạn sẽ nhấp vào cái phần bình luận bên dưới nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy được cái đường link mà Thế Tâm để dưới đây. Các bạn sẽ nhấp vào cái đường link này để tải cái ứng dụng về. Đó, sau đó nó sẽ ra cái ứng dụng nè, Fruitix Max gì nè. App mới toan luôn, chưa có chính thức nữa. Đó, và các bạn cứ cài đặt như bình thường thôi. Và sau khi các bạn cài đặt xong, chúng ta sẽ có được một cái ứng dụng như thế này. Bây giờ các bạn sẽ mở nó lên, chọt vô. Đó, bước đầu tiên khi các bạn vào là cái ứng dụng nó bắt chúng ta chơi game luôn. Bây giờ các bạn sẽ chơi luôn. Cái game này nó rất là đơn giản, những cái màu nào giống nhau các bạn chọn là ok. Đây, cứ ba cái cùng màu là nó sẽ nổ. Đó, chọn màu xanh lá cây nè, thấy chưa, ba cái nè, tím nè, xanh nè, vàng nè, xanh nè, đó, vàng nè, xanh tiếp nè, thấy không? Bây giờ bước tiếp theo các bạn sẽ đăng nhập tài khoản các bạn mới nhận quà được. Đó, các bạn sẽ nhấp vào chữ đăng nhập nè. Và các bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc là tài khoản Facebook. Bây giờ Tâm sẽ đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Và đây là cái giao diện của ứng dụng nè, nó rất là đơn giản luôn. Ở trên đây là cái mục cài đặt tài khoản nè. Các bạn muốn đăng xuất tài khoản thì các bạn bấm vào đây. Đó, các bạn muốn tắt âm thanh thì các bạn bấm vào đây. Cái ứng dụng nó rất là đơn giản luôn. Cái ứng dụng này chúng ta sẽ kiếm cái điểm kim cương để chúng ta đổi ra tiền. Đó, thì để kiếm được cái điểm kim cương này là các bạn sẽ chơi game giống như hồi nãy mình có chơi rồi đó. Còn không thì các bạn có thể điểm danh nè, các bạn nhấp vào chữ điểm danh. Đó, các bạn sẽ bấm vào cái ngày thứ nhất nè. Như vậy là các bạn đã được 5.000 điểm kim cương. Đó, nó rất là đơn giản và dễ dàng. Ok nè. Đó, nếu như các bạn bấm xem video thì các bạn sẽ nhận thêm được 10.000 điểm kim cương. Ok luôn nè. Đó, chúng ta xem quảng cáo có mấy chục giây à. Khi nào nó hiện ra cái dấu X bỏ thì các bạn sẽ nhấp vào cái dấu X này để các bạn bỏ. Đó, chúng ta vừa nhận được 15.000 điểm kim cương. Tiếp tục các bạn sẽ đến với cái vòng quay mỗi ngày nè, các bạn nhấp vào đây. Đó, các bạn có thể nhấp vào chữ bốc thăm nè, để nó quay trúng hên xui. Đó, 8.000 kim cương. Đó, ở đây còn 9 lần quay nè, các bạn quay hết 9 lần này thì các bạn được rất là nhiều kim cương luôn. Đó, các bạn có thể kiếm điểm bằng cách là các bạn điểm danh nè, vòng quay mỗi ngày nè. Và cái phần quà này các bạn không nên chơi đâu, tại vì nó ra những cái quà tào lao mía lao không à. Đó, cho nên các bạn khỏi chơi cái quà này. Ở cái phần chơi chính là các bạn sẽ bấm vào chữ bắt đầu nè, để chúng ta chơi game nè. Y như lúc đầu hồi nãy mới vô nè, bây giờ các bạn chỉ chọn ba cái nào giống màu với nhau thôi. Đây, giống những cái trò mà xếp hình hồi xưa đó. Chọn nè, 4 cái. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Đó, cứ ba cái là nó nổ một lần. Đó, các bạn sẽ bấm vào chữ nhận nè. Cứ mỗi lần chơi xong là các bạn sẽ nhận được kim cương. Đó, cái ứng dụng này Thế Tâm nghĩ là nó kiếm tiền từ cái việc quảng cáo. Đó, khi các bạn nhận điểm kim cương thì nó bắt buộc chúng ta phải xem quảng cáo. Khi chúng ta xem quảng cáo thì cái ứng dụng này nó có tiền, và nó lấy cái tiền quảng cáo đó để nó trả lại cho chúng ta. Đó, còn cái trò chơi này Thế Tâm nghĩ là nó chỉ là một cái hình thức thôi. Thì ngoài việc các bạn chơi game, các bạn điểm danh, các bạn quay vòng quay mỗi ngày để các bạn kiếm điểm, thì bên cạnh đó các bạn còn có một cái cách kiếm điểm nó rất là nhanh và đơn giản. Đó, đó chính là các bạn mời bạn bè của mình tham gia. Các bạn sẽ nhấp vào chữ mời nè. Đó, các bạn kéo xuống.
Với người đầu tiên các bạn mời đăng ký thành công thì sẽ nhận được 6.923 đồng. Người thứ hai, người thứ ba các bạn sẽ nhận được mỗi người là 4.615 đồng. Và các bạn lưu ý là cái số tiền này nó sẽ chia nhỏ trong vòng 15 ngày nha. Có nghĩa là các bạn mời được một người thì trong vòng 15 ngày thì các bạn mới nhận đủ được cái số tiền đó. Đó chứ không phải các bạn mời xong người ta đăng ký xong là nhận được cái số tiền này liền nha. Cho nên các bạn lưu ý. Và để giới thiệu được bạn bè nó rất là đơn giản nè, các bạn sẽ kéo lên. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần giới thiệu bạn bè nè. Đó thì các bạn sẽ chia sẻ lên Facebook hoặc là Zalo để bạn bè của mình nhấp vào đăng ký thành công là các bạn sẽ nhận được điểm kim cương. Rất là dễ dàng. Và sau khi các bạn chơi game, các bạn điểm danh, các bạn mời bạn bè, các bạn có được một cái số điểm kim cương nhất định. Thì bây giờ Hải Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách rút tiền về. Để rút được tiền về rất là đơn giản, các bạn sẽ nhấp vào cái hình bao tiền nè. Đó, các bạn có thể rút tiền qua nhiều hình thức nè, qua Momo nè, hoặc là các bạn có thể nạp tiền qua điện thoại nè, Viettel, Mobi, Vina, hoặc là các bạn có thể mua thẻ cào nè. Và các bạn cũng có thể rút về tài khoản ngân hàng luôn. Đây. Ở đây nó hỗ trợ rất là nhiều ngân hàng nè. Đó, các bạn rút thoải mái. Bây giờ mình sẽ rút qua cái tài khoản ví Momo. Đây. Khi các bạn mới đăng ký tài khoản thì nó tặng cho các bạn 1.100 đồng nè. Đó, các bạn có thể rút thử nghiệm cái số tiền này về trên ví Momo. Thì cái điểm kim cương nó quy đổi ra thành tiền nè. Đó, 1 triệu điểm kim cương thì các bạn sẽ được 7.480 đồng. 20 triệu điểm kim cương các bạn sẽ được 149.000. Đó, hiện tại cái tài khoản này có 60 triệu điểm nè. Là tương đương với 450.000. Chơi game mấy ngày mấy đêm không ngủ luôn mới được nhiêu điểm đó. Ok, bây giờ Hải Tâm sẽ rút cái số tiền này. Bây giờ Hải Tâm sẽ chọn rút 374.000 đi. Tốn 50 triệu điểm nè. Đánh vào đây. Tiếp theo các bạn sẽ nhập cái số điện thoại ví Momo của mình vào đây. Đó, xong các bạn sẽ nhấp vào đổi quà. Đổi quà thành công, quà tặng sẽ được gửi đến sau 1 đến 3 ngày làm việc. Các bạn có thể nhấp vào chữ lịch sử nè. Đó thì các bạn sẽ thấy cái số tiền của chúng ta nó đang duyệt nè. Khi nào mà nó để đổi quà thành công, như vậy là ok. Bây giờ các bạn sẽ vào ví Momo của mình, các bạn kiểm tra, các bạn sẽ thấy cái số tiền nó vừa cộng nè, 374.000. Như vậy là Thế Tâm vừa hướng dẫn cho các bạn cái app chơi game kiếm tiền nó rất là đơn giản và dễ dàng phải không nào? Còn ngại ngùng gì nữa mà không chịu nhấp vào cái đường link mà Thế Tâm để dưới phần bình luận của video để tải về đăng ký và kiếm tiền thôi nào. Đừng quên nhấn like video bạn, nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tâm nhé. Còn bây giờ Thế Tâm xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.